Đây, đem quà vô cho nội. Để đâu ta? Ôi bà nội, đem quà vô nè, mình bầu quà. Quà bà ngoại gửi nè. Ước cho nội. Trời, nay tụi mặt đồ đẹp quá. Cái gì nữa nào mà được phải đi kiếm. Con giới thiệu đi, con giới thiệu cho bà nội. Con là ai, con giới thiệu đi để cho bà nội nhớ. Con của Lý Hải. Ừ. Đây là gửi gửi quà bà ngoại gửi cho bà nội nè. Dạ đây cái này bà ngoại con gửi tặng bà nội nha. Hả? Này bà ngoại con gửi tặng bà nội. Gửi quà tặng bà nội. Nếu bà nội đừng lấy gì coi đừng làm bỏ thương của bà nội. Dạ cái này con tặng bà nội nữa đâu. Ờ, đưa ra đất nằm để này. Dạ. Cái này mệt dữ không? Có khỏe không? Trời ai cho tiền vậy? Quá nè, đây vợ con với bốn đứa nhỏ về thăm nội. Nè bà nội mặc đồ đẹp quá trời luôn ha. Nè má khỏe không? Khỏe không? Má nhớ ai không? Khỏe, má nói đi, khỏe. Con chào nội chưa? Dạ rồi, giỏi lắm, ngoan hết. Xin đi, Cherry. Dạ rồi. Chưa? Dạ rồi. Đâu đi học rồi sao? Qua đây ngồi với ba nè, qua đây quay, mấy đứa qua đây. Ba đứa này hả? Dạ. Bốn đứa. Bà nội có khỏe không lần thứ hai? Hai đứa. Dạ hai bà đứa nội có khỏe không? Bà nội ăn cơm chưa? Ê, giỏi quá, bà nội có khỏe không? Bà nội ăn cơm chưa? Chưa. Dạ. Vậy giờ con kêu dọn cơm cho bà nội nha. Thôi. Nội ăn cái gì? Giờ nội ăn cơm hả? Nội ăn cơm để chút nữa bà nấu rồi chút qua ăn. Mới ăn đúng không? Rồi. Má tư nè, má ba nè, bác tám nè. Trời ơi, coi hai đứa nó nằm nè. Quá đẹp luôn rồi. Giờ ốm này là khỏe rồi má. Khỏe rồi, mà bây giờ tại cái đầu gối này nó cứng nè. Mà vẫn trị liệu phải không? Ờ, con rồi. Rồi, cái cục này nè, là nó không nhúc nhích được luôn. Ví dụ như mình đó là mình kéo tới kéo lui rồi mình chạy đúng không? Mình chạy, còn đây là giống như nó đứng chỗ luôn rồi. Ừ. Cái này là mình phải đưa lên cao, nó sẽ trúng người khác. Rồi đi qua bên kia con. Làm đồ em nét khắp mọi nơi. Về nhà nội cũng đem theo cái đũa. Đấy, nè má muốn đậy lại không? Đậy lại về đúng không? Đó, để vậy ha. Khi nào mình uống á thì mình dở ra mình uống thôi. Tỷ dễ sợ rồi. Đợi kỹ tính. Kỹ lắm. Còn Leo nó bắt chước. Không mà tánh nó dâm về nó. Y chang cái tánh nội luôn kỹ. Trời ơi. Thôi. Đi một tí rồi đi một tí. Bị dưới lắm. Má no chưa? Má ăn no chưa? No ăn no chưa? Hiểu không? Má không hiểu rồi. Má ăn cơm nữa không? Má ăn cơm rồi chưa? Ăn rồi, ăn rồi hiểu. Mà hỏi no không là không hiểu. À. No chưa? Ăn no chưa? Con chào bà nội con về. Rồi bà nội cảm ơn con dữ lắm mà đều không biết nhiêu tiền nữa mà. Đâu có cần tiền đâu.
bà nội đến cho tiền chứ phải bao nhiêu tiền đang nói mình đang nó trả cho mình chứ. Con chào bà nội, con về. Rồi. Con chào bà nội, con về nha. Vậy con chơi từ sáng giờ bà nội con về ơi. Đâu có gì đâu mà con sợ. Bà đâu có nói vậy, bà nói gì đâu. Không, con nói là con về, con chào bà nội con về. Cứ nói gì sao mà nói về. Dạ, để ở chơi cho con. Dạ, để mốt Tết thì con lên con ở, con ngủ qua đêm với bà nội ở chơi. Mốt Tết mới còn mà con lên đâu đặng mà có bà nội nói chuyện chơi hả? Đang ngủ bà nội đi sao chơi với nè. Con giờ rồi hả nội, nằm ngủ sớm nha. Rồi, chúc nội ngủ ngon nha. Chúc nội ngủ ngon nha. Bye bye. Bye bye nội.